Thì khoảng thời gian đó là thực tế là em làm việc ở bên Macau. Phần nữ kia cũng bảo em cũng là tuyệt vời. Chị nghĩ bạn này có 7 năm kinh nghiệm sống ở nước ngoài, sống với rất là nhiều người. Gì sống rất nhiều người? Không, ý là sống với nhiều. Dạ, CH4 thì người ta gọi là metan. Còn anh thì mê em. Mời nhà gái. Mời cô gái ngồi. Mời em trai. Mời đi em trai. Xin chào anh Quỳnh Linh. Xin chào chị Ngọc Lan. Xin chào bạn nữ đặc biệt đang ngồi bên kia. Em là Hoàng Văn Cảnh, 32 tuổi. Hiện tại là đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì Cảnh? Dạ, em làm bên ngành khách sạn nhà hàng. Khách sạn nhưng mà em làm gì? Là em giám sát bên bộ phận buông phòng. À, giám sát quản lý này kìa ha. Dạ vâng. Rồi, cũng làm sếp luôn chứ bộ. Rồi, mời bạn gái của chúng ta. Mình tên là Trần Thị Ngọc Diệp. Năm nay mình 26 tuổi, hiện đang là giáo viên làm tổng phụ trách đội và giảng dạy bộ môn hóa của trường cấp 2. Quê của mình là ở xứ Dừa, Bến Tre. Diệp ở Bến Tre là ở huyện nào Diệp? Dạ, con ở huyện Ba Tri á chú. Huyện Ba Tri? Dạ. Mình nói cho nhà gái biết ưu điểm khuyết điểm của mình đi nè. Dạ, trước tiên em nói khuyết điểm trước. Dễ cảm xúc và không biết uống rượu. Vì... tốt rồi đó. Không, em nghĩ là hồi xưa thì tốt, nhưng mà giờ em nghĩ không có tốt lắm. Sao vậy? Nhiều khi mình phải giao tiếp, giao lưu thì biết một chút xíu thì sẽ thì tốt hơn. Chút xíu thôi, không sao đâu, người ta cũng hiểu mà, không vấn đề gì nữa. Điểm gì mà mạnh nhất nè? Em nghĩ là em làm việc quyết đoán. Quyết đoán? Vâng, và khi làm việc thì em rất là nghiêm túc trong công việc. Rồi, mời nhà gái. Dạ, điểm mạnh của em là thường đó là biết không? Lắng nghe, vui vẻ, hòa đồng. Còn về điểm yếu của em thì em có một xíu hơi là khó tính. Tại vì em hơi cầu toàn một xíu á chị. Có về sống theo nội tâm nên là thiên về cảm xúc á. Cứ sống theo cảm xúc của mọi người rồi không có thương cho bản thân của mình. Nên là cũng nhiều khi hơi thiệt thòi nhẹ. Dạ. Hơi thiệt thòi này chị hiểu mà. Dạ. Rồi, nhà gái bên đây cũng đơn giản lắm. Nhà giáo cho nên sẽ có những cái nguyên tắc của ngành giáo dục. Cho nên là đâm ra là có những lúc nó sẽ hơi khó một chút xíu. Tao bên đây tao làm giám sát tao còn có nguyên tắc khó hơn nữa đó. Cũng không sao đâu. Bây giờ mình nói đường tình duyên trước đi. Em trải qua 3 mối tình. 3 mối đó hả? Vâng. Mối dài nhất là bao lâu? 5 năm. Yêu lâu vậy mình chia tay vậy? Thì khoảng thời gian đó là thực tế là em làm việc ở bên Macau. Phần nữ kia cũng bảo em cũng là tuyệt vời. Nhưng mà vì khoảng thời gian đó thì chắc có lẽ là vì thì sự nghiệp của em cũng chưa ổn định. Chưa ổn định. À thì cũng là một. Rồi bạn đó giờ còn Macau hả? Dạ, bạn đó đang ở Macau và hiện tại thì cũng đã có một người mới rồi. À, có người mới rồi, thôi bỏ qua luôn ha. Em ở Macau bao nhiêu năm? Em ở 7 năm. 7 năm ở Macau? Wow. Như vậy là có nhiều cái bốn sống lắm đây. Rồi, nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi? Chia sẻ cho chị Lan biết coi. Dạ, em tính từ lúc đi học đại học đến bây giờ là trải qua được 4 mối tình rồi chị. Vậy mà nãy bên kia ta nói ta 3 mối tình mà bảo làm gì đâu. Hôm nay thì em trải qua 3 mối tình. 3 mối đó hả? Vâng. Lúc mà học đại học ấy là em có quen một anh làm bên quân đội. Nhưng mà chỉ kéo dài khoảng 1 năm rưỡi hơn thôi ạ. Dạ. Xong rồi anh cũng bị đi học quân y cho thành phố á. Dạ, nên hai tụi em kiểu như cũng hơi xa cách lúc đó. Em còn học đại học nên còn hơi nhát. Dạ, nên là chưa có chủ động gì đi tiến xa với anh được. Dạ, nó đã gãy gánh từ đó. Một cái mối tình kế tiếp của mình thì mình mong muốn người đàn ông đó sẽ như thế nào? Dạ, em muốn bạn trai em là phải cao 1m7 trở lên ha. Dạ, 1m7 chờ chút xíu. Chào nhà trai. Kém 1m7 rồi. Chào chị Ngọc Lan. Được 1m7 không? Kém thôi. Kém rồi. Chị xíu được. Không sao, mang dài vô. Em thì không cần quá là đẹp trai, ưa nhìn là được. Dễ thương lắm. Dạ. Chị qua chị nhìn cái là chị thấy chị ưa liền. À, với lại là tính cách thì phải có một xíu tâm lý. Tại vì nhiều khi em thì sống tình cảm nội tâm quá. Nên là nhiều khi cũng khó có chia sẻ. Nên là mong là bạn có thể có một chút gì đó tâm lý để em dễ mở lòng. Chị nghĩ bạn này có 7 năm kinh nghiệm sống ở nước ngoài. Sống với rất là nhiều người. Sống rất nhiều người.
Không, ý là sống với sai nhiều sai rồi nha. Không, tức là cái môi trường mình được tiếp xúc với là nhiều người trong xã hội. Nhiều người chứ phải sống với nhiều người. Nhiều người ở nhiều nước khác, nhiều khi ở đó người ta chưa sống với ai hết. Mình ở chung với lại bạn rồi sao, một tập thể sao. Tôi nó nhạy cảm, nó khó hiểu. Thì tôi nói hơi khó hiểu chút thôi, nhưng mà tôi nghĩ ông hiểu mà. Không phải để nhiều người hiểu. Thì tôi biết là nhiều người hửi mà hiểu. Hửi là hửi là sao? Nhiều người hửi xong là hiểu. Ai hửi ai? Được chưa? Bây giờ mình thích người phụ nữ thế nào? Thứ nhất, tụi em là đạo đức. Đạo đức? Chỉ cần một cô gái lương thiện, biết chung thủy, như vậy là tụi em đủ. Vậy thôi đúng không? Đúng rồi. Quá đơn giản, ai cũng chung thủy, vấn đề do người đối phương gọi là vô tình làm người ta không chung thủy thôi. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ hôm nay em đi với chị và em của em. Dạ chào chị. Chị ruột ha? Dạ chị ruột ạ. Để thấy chị dễ thương không? Dạ xin chào chị. Thấy chị nổi ghê không? Dạ xin chào MC Quyền Linh, MC Ngọc Lan. Chào chị. Chào anh chị Vinh Bển và chào tất cả khán giả ở trường quay. Em tên là Trần Thị Kiều Diễm, là chị của Ngọc Diễm. Bây giờ chị thấy em rể tương lai này thấy được không? Về cái cảm nhận đầu tiên của em thấy là bạn rất là vui vẻ, cái kỹ năng sống rất là tốt. Rồi về những cái yêu cầu của em gái em thì em thấy là bạn cũng có khả năng là đáp ứng được. Rất là tốt và. Thì có yêu cầu gì thêm không? Dạ cái đó thì em gái em hài lòng là được. Cảm ơn chị. Trai mình đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái và em rể của em ạ. Trước tiên thì em xin chào MC Quỳnh Linh với MC Ngọc Lan ạ. Và gia đình bạn gái chị bên này thì em thấy là rất là hợp gu với anh trai á, tại vì anh ưa rất là thích một người nhẹ nhàng, nên thấy chị là rất là dễ thương, nhẹ nhàng. Nếu mà chị quen anh thì anh rất là tuyệt vời, tại vì anh rất là người rất là tâm lý, anh rất là biết chiều bạn gái, rất là ga lăng. Anh là một người rất là thương gia đình, với bố mẹ, ông bà, với em gái cũng vậy. Thì em nghĩ một người thương gia đình chắc chắn là thương bạn gái và thương vợ của mình. Nên em vẫn hy vọng là nếu được thì hai anh chị cho nhau một cơ hội đi tiếp. Cảm ơn. Cảm ơn em. Cảm ơn nhà trai, cảm ơn nhà gái luôn. Nhà trai nhà gái hôm nay tuyệt vời quá. Bây giờ sao? Bây giờ mở rào thôi. 2, 3. Mở rào. Tấn công. Chào em. Dạ em cho anh ạ. Wow. Đặc sắc rồi. Dạ hôm nay thì em có món quà gửi đến anh ha. Dạ. Trong đây là em tặng anh cuốn sách, và cuốn sách có tựa đề là Mọi nỗ lực và chờ đợi của bạn đều có ý nghĩa. Thật là trùng hợp anh cũng có cuốn sách cho em. Cuốn sách của anh là Tin Bình Yên Trong Gia Đình. Sau này nếu mà có cơ hội chúng mình đi cùng nhau thì em sẽ là một người ở tốt. Dạ rồi. Anh cảm ơn rất nhiều. Dạ em cảm ơn ạ. Nói về cảm xúc đầu tiên của anh khi nhìn thấy em đi ha. Em là một cô gái rất là xinh. Dạ, em cảm ơn ạ. Nhẹ nhàng. Dạ. Còn về anh thì em thấy thế nào? Dạ, khá là vui vẻ nè. Như là chị đã chia sẻ, anh là một người sống khá là tình cảm. Thì em cũng lựa chọn và muốn bạn trai của mình cũng là một người mẫu người như anh. Cảm ơn anh. Dạ. Thì hôm nay đợi đây chương trình thì em cũng rất là vui. Gặp em là vui rồi, có duyên thôi. Cũng là duyên ha, là món quà mà chúng ta chọn đều là sách. Nên là thấy sự đồng điệu giữa tâm hồn của em và anh. Hai bạn tính hẹn hò sao? Bạn thân anh thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi được. Vì anh cũng không có vướng bận gì, cũng có thể về Bình Tế hay là bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Với công việc của anh thì một tuần thì mình có thể xuống gặp em được bao nhiêu lần? Hàng tuần thì anh cũng có một tuần anh được làm được nghỉ 2 ngày. Yeah. Nếu mà có cơ hội thì xin thêm 3 ngày thì anh cũng nghĩ là sẽ dễ dàng thôi. Yeah. Do phương tiện cũng rất là thuận lợi rồi. Anh cũng là lập nghiệp ở thành phố luôn hả anh? Đúng rồi, thì anh định hướng là anh sẽ ở miền Nam lập nghiệp. Sinh sống và ở đây luôn? Chắc chắn rồi. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Về miền Bến Tre đi, em đẹp lắm. Vâng, em đã từng về đó. Từng về hả? Vậy thì bữa nào về đi. Em muốn về luôn được không? Em muốn về luôn được không? Hỏi bên kia. Hỏi bên đây chứ đừng hỏi bên kia. Bên kia hỏi tôi đi được. Về liền luôn à? Rồi em có thể mời anh về Bình Tre nhỉ? Dạ, nếu được thì về cùng em. Chị gái cho em cho phép em về không? Bạn gái
Ví dụ như bây giờ mình đặt ra trường hợp đi, tụi mình đến với nhau, thì bạn gái có lên thành phố Hồ Chí Minh với em hay không? Và lên thành phố Hồ Chí Minh em có đủ lo cho vợ, cho con này kia không? Em đã chuẩn bị gì rồi cho hôn nhân mình rồi? Nói cho bạn gái biết đi. Em cũng có tích cọp từ một phần nào đó, em mua được một miếng đất nhỏ nhỏ. Chúc mừng em, có đất là có nhà. Mua nhà có thì mua đất trước đi cho nó khỏe. Giờ có vợ thôi xây nhà luôn. Ổn chưa? Còn chuyện còn lại của em, tiến tới. Đấy, tiến tới nói chuyện với cô gái đó. Nắm tay cô gái nói. Chắc phép anh nắm tay em để cảm nhận được. Được không? À dạ được. Hai tay, bắt không phải bắt tay, nắm hai tay. Rồi hát cho cô gái nghe bài đi rồi nói chuyện tiếp. À hát, thì những chương trình đấy thì em xin hát tặng bạn gái, hát Người Tình Mùa Đông. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mai vẫn hay đi về, vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì vì đâu mưa em không đến. Đường vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành. Những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hát hiu bên ngoài sông thưa, lắm khi mưa làm cho ta nhớ mãi ngày qua. Nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay, ai đã dắt em chiều nay. Hay. Trời ơi, hát vậy mà kêu hát không hay. Hay mà. Cô giáo ơi, mình đã hát lại một bài với nhà trai. À dạ, thì do em là giảng dạy bộ môn hóa học, nên là em sẽ dùng về bộ môn hóa để gửi đến anh. Dạ. Thì anh có biết anh và CH4 khác nhau chỗ nào không? Chắc anh cần em giúp đỡ. Dạ, CH4 thì người ta gọi là metan, còn anh thì neon. Đứng đây. Dạ. Hai đứa nhìn thẳng mắt nhau, em thấy người đối diện thế nào? Em nói hết bằng cả cái tấm lòng của mình đi. Lúc đầu cái dự định của em là không có quen bạn xa. Dạ. Nhưng mà khi mà thấy anh chia sẻ là có thể sắp xếp được công việc xuống thăm em thường xuyên, đặc biệt là biết lo lắng về chăm sóc gia đình, thì em cảm nhận thì mình cũng nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau ạ. Như mọi người đều biết thì em cũng là một cô gái rất là tình cảm tuyệt vời. Thì sau chương trình này thì hy vọng anh sẽ gặp em thường xuyên ha. À, dạ. Mời hai bạn về chỗ. Các bạn đã nói tất cả những gì mà còn suy nghĩ rồi. Bây giờ mình phải quyết định thôi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta bấm ngay cái nút đó nếu chúng ta thấy thích. Còn nếu chúng ta thấy không thích, không cần bấm. Chị nghĩ là với những chia sẻ vừa rồi của hai bạn thì chắc hai bạn không cần phải suy nghĩ nữa đâu ha. Nên chị đếm sẽ rất nhanh thôi. 1, 2, 3. Hết thời gian. Em không bấm. 3. Trời đất. Cái gì vậy? Khó hiểu quá vậy. Tại sao vậy em trai? Trước tiên thì anh cảm ơn em đã đến đây. Sau đó thì anh cũng rất xin lỗi tại em. Sau chương trình này thì anh vẫn muốn chúng ta có thể liên lạc với nhau, có thời gian tìm hiểu gì đó. Nhưng mà thì với cái chuyện tình cảm nó cả đời, nên cho anh chút thời gian để suy nghĩ và tìm hiểu kỹ hơn thì mình có thể liên lạc với nhau, anh chị nên có thể trò chuyện. Em không bấm nút và lấy gì người ta cho em thời gian để mà tìm hiểu người ta? Thì có thể bắt đầu từ một tình bạn trước. Tôi là đàn ông, tôi còn chưa hiểu đàn ông nữa. Bấm nút nếu mà em không thể mà mang cho bạn bạn hạnh phúc cả đời thì thực ra là em làm dáng dở bạn, thì mong em hiểu.
Không, nhưng đúng mà lắm. Chỉ có mấy phút giây ngắn ngủi ở trên sân khấu thôi thì làm sao biết được là sẽ mang hạnh phúc đến cho nhau đến cả đời. Chàng trai suy nghĩ là đúng, chàng trai không bấm nút bởi vì chắc không đem hạnh phúc lại cho bạn gái là suy nghĩ đúng. Nhưng con cái là hồi nãy bạn cứ bật đèn xanh rồi tới lui rồi người mà ta bạn tưởng... nói quá trời nói luôn. Cô gái tưởng thì tưởng đâu là bạn sẽ bấm, nhưng cuối cùng anh quay xe đó. Đôi khi mình không thương người ta, mình đừng có để ta thương làm người ta tổn thương. Thôi, chuyện nó dĩ lỡ rồi. Xin chị người ta lum la. Chuyện dĩ lỡ rồi. Thì bây giờ cái cảm xúc em cũng thực ra là chưa toàn vẹn lắm. Thì bây giờ nếu mà em cứ bấm thì thật ra là em cảm thấy có lỗi về bạn. Đúng. Rồi em thôi chị cho em một lời khuyên nè. Ví dụ sau này em đến với một cái mối tình nào, hoặc là em muốn tìm hiểu một cô gái nào đó, em cảm thấy là chắc chắn là em muốn tìm hiểu người ta, thì em hãy nói với người ta rằng là ừ anh muốn tìm hiểu em. Chứ còn nếu mà em chưa muốn, em chưa sẵn sàng về việc đó thì em cũng không nên không nên nói với người ta quá nhiều. Vậy thôi nha. Mình bật đèn đỏ luôn. Đúng. Mình nói là thôi anh cảm thấy người ta đi cái mình bật đèn đỏ bất ngờ người ta có té tội nghiệp người ta vậy. Không thôi. Em phạt chết em ơi. Thôi bây giờ thì các bạn nhận quà của chương trình nha. Đã rất là nhiều người inbox cho chị xin info của em. Nói chung là mình còn trẻ mà, không sao cả, không vấn đề gì hết. Chúc hai bạn sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình. Ừ. Rồi. Rồi. Mời hai bạn. Đi đường này nè cưng. Qua đây, qua đi luôn. Ây. Người ta gọi là một sự quay xe bất ngờ. Ông này ông chạy xe ngoài đường tôi kêu mang bắt. Là đứa vậy? Tôi báo mang bắt chạy xe của này là không được. Có đôi khi bạn ấy thắng gấp mà quay xe của này là xe đừng gây tai nạn thôi. Nhưng thật ra bạn ấy suy nghĩ đúng. Tôi không thể đem hạnh phúc cho bạn thì tôi không bấm thôi. Nhưng tôi không đồng ý cái diễn biến trước đó. Đúng rồi, cái diễn biến trước tôi đó nóng tính. Ngồi sai sai chút xíu thôi. Tôi đứng ở trên đây là để tôi bảo vệ người phụ nữ. Đại diện nhà trai xin lỗi nhà gái. Rồi, để coi cái số sau này là nhà trai có chuộc lỗi được hay không. Tôi lỡ quay xe rồi thôi, làm cái gì. Mời khán giả tới với cặp đôi số 2 đi. Vậy đi, cặp đôi thứ hai bắt đầu. Có lẽ do bạn nhát quá đúng không? Tụi em nghĩ dùng đã quen rồi còn gì đâu nhát hả? À, có nghĩa là bên đó chỉ là nhát cái đoạn đầu thôi anh. Em ơi, y như công chúa vậy đó. Bên này nói nhỏ lắm, mình phải định có nói xấu gì mình không? Tròn quay. Mập ha. Em trời ơi, ít nói thì nói đi. Hôm nay Huyền tới đây với ai? Mang kiến đen, cao gầy, trắng trẻo hay là xanh xao, lùn thịt? Thôi anh ơi, người ta ra đi mà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ chàng trai trong ngày hôm nay, xin mời. Các bạn, mời bạn ngồi. Wow, đẹp trai. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp trai thư sinh nha. Bạn tên là gì? Em tên là Nhân. Nhân, bạn bao nhiêu tuổi? Em năm nay 26 tuổi. 26 tuổi, bạn đang làm gì? Đang là nhân viên marketing của công ty thương mại Khánh Thiện. Nhân viên marketing 26 tuổi, đẹp trai cao ráo nha Tường ơi. Xem cô gái bên kia như thế nào. Từ từ anh. Đẹp trai cao ráo 26 tuổi đúng không? Đúng rồi. À, và bây giờ mời bạn gái của chúng ta bước lên sân khấu. Và bây giờ mời bạn gái của chúng ta bước lên sân khấu. Hết rồi anh Linh ơi, có sự cố gì không mà mời hai lần được chưa thấy thực hiện. Sao vậy? Coi chừng sợ quá trốn luôn á. Sao kỳ vậy trời ơi, em làm lại lần nữa đừng nói là em mất duyên nha. Và bây giờ mời bạn gái của chúng ta bước lên sân khấu. Wow. Anh ơi, cái gì mà nó bí hiểm là những cái đó nó rất là đặc biệt. Trời em, trời ơi, hôm nay chị tưởng như dự đám cưới em. Em tên gì? Dạ, em tên Huyền. Em tên Huyền. Dạ. Hiện giờ là em đang làm về cái gì? Dạ, em đang học bên trường Arena Multimedia. Là học bên mỹ thuật truyền thông á chị. Mỹ thuật truyền thông. Dạ. Hôm nay em bao nhiêu tuổi? Em 21 tuổi. 21 tuổi là cũng vừa đó anh Linh ơi. Vừa 21, 26. Bạn bên kia tên Huyền, Nhân Huyền, Huyền Nhân, có bộ hợp nhau à. Bạn Nhân bên đó nói lớn lớn tí nha, nhà bên này nghe không rõ lắm nghe người lắm. Ta nói nhỏ nhỏ, thư sinh mà, thấy không? Giọng nói rất là nhẹ nhàng. Bạn thấy sao? Cảm nhận thế nào cô gái bên kia? Em mới cảm nhận được cái giọng nói. Giọng nói thấy sao? Cũng nhỏ nhẹ. Nhỏ nhẹ, giống giọng của bạn không? Cũng
Đừng giống giống vậy đi. Bạn quan niệm cuộc sống như thế nào? Quan niệm về hạnh phúc đi. Hạnh phúc thì chỉ cần đủ là được. Hạnh phúc chỉ cần đủ là được rồi. Rất đơn giản như vậy. Rồi bạn thích cái gì nhất? Ví dụ mỗi lần đi làm về thì em thích uống cà phê với bạn bè vào dịp cuối tuần. Hay là lúc rảnh rỗi thì mình chơi game. Nếu như có một người yêu, bạn thích bạn gái, bạn sẽ đối xử với bạn như thế nào? Hòa chung với những cái sở thích của mình. Mình có thể tham gia chung sở thích của bạn gái mình. Bạn có là người chiều người yêu hay không? Chắc cũng phải chiều thôi. Cũng phải chiều, rồi, bạn nói sao? Ở bên đây á, bạn nữ của em có một giọng nói rất là truyền cảm và đầm ấm. Bây giờ có thể em tự giới thiệu bản thân mình trước đi. Sở thích của em, cái gì mà vui vui, sinh động, thoải mái thì em rất là thích. Với lại em thích đi chơi, đi phượt với lại bạn bè. Em có hay đi phượt không? Chưa. Chưa bao giờ em được đi phượt cho nên em rất là mong muốn là một rất là thích đây. Nhưng mà chưa được đi bao giờ. Dạ đúng rồi. Bên đó có khi nào có ý định mời bên đây đi phượt không? Có không bạn, có không bạn? Chắc nếu mà có cơ hội chắc cũng phải mời. Nếu có cơ hội cũng mời thôi. Nhưng mà hình như là bạn hơi nhát quá, tôi thấy bạn nhát quá sao mời được. Đã gặp đâu mới nghe giọng nói thôi. Không, mình hỏi trước kia kìa. Thường ngày trong cuộc sống đó, bạn gặp phụ nữ bạn có nhát lắm không? Cũng không nhát, chắc tại hôm nay lên trên đây nó hơi run. Hơi run hả? Bạn sợ điều gì nhất? Sợ người khác nhìn mình. Sợ người khác nhìn mình, rồi sợ gì nữa? Sợ... sợ ma. Sợ ma, ôi. Sợ ma. Vậy sao bảo vệ bạn gái trời? Anh Linh ơi. Hả? Thường sợ ma là dành cho phụ nữ. Hai đứa có hẹn hò đi chơi những nơi là vắng vắng thì nhờ cái cớ sợ ma mà bạn nữ mới nép vào lòng bạn nam chẳng hạn. Em ơi, em có sợ ma không? Dạ có. Vậy hả? Rồi hai đứa cùng sợ luôn, là đang đi gặp con ma là hai đứa chạy ai. Em nè, trước giờ em đã có nhiều mối tình chưa? Em học chính thức thì 2 năm rồi. Mà em chia tay cái mối tình thứ hai đó tới nay là bao lâu rồi? 6 tháng ạ. 6 tháng? Dạ. Và xong 6 tháng vừa rồi là ở không? Dạ. 6 tháng này là ở không nha anh Linh. Rồi, nghe rồi. Hai mối tình rồi đúng không? Dạ. Rồi bạn trai, bạn đã có mối tình nào chưa? Em cũng giống như bạn đó, cũng trải qua 2 mối tình rồi. Một mối tình kéo dài khoảng bao nhiêu lâu? 1 năm. 1 năm? Mối tình sau của 1 năm luôn? Khoảng 10 tháng. Bạn có biết lý do tại sao chúng ta chia tay 2 mối tình đó không? Em có hỏi mà thì người ta nói là không hợp. Có lẽ do bạn nhát quá đúng không? Tụi em nghĩ dùng đã quen rồi còn gì sao nhát hả? À, có nghĩa là bên đó chỉ là nhát cái đoạn đầu thôi anh. À, rồi chính vì nhiều khi vậy mà cũng bị là bà bạn gái bỏ đó. Ta yêu rồi ta yêu cái nhát đó, cái ta hồi quen rồi hết nhát rồi ta bỏ luôn. Tôi xin hỏi bạn, nếu bây giờ á, bạn gái đó nói giờ anh ơi, anh đưa em đi về đi, nhà bạn gái ở một cánh đồng xa thiệt xa, ban đêm bạn có dám đưa không? Đưa chứ anh. Đưa luôn. Phải đưa chứ, bạn gái mình thì mình phải giữ. Rồi bạn sợ ma quá rồi sao? Nhiều lúc em không biết sợ gì rồi kiếm đại cái rồi có để cho sợ. Trời đất ơi. Cái chuyện là sao? Em nè, chị muốn biết đối với cái việc là lựa chọn một người bạn bạn trai đó, thì em có đặt ra một cái chuẩn mực nào không? Dạ cũng có chị. Cái mẫu bạn trai của em thì thứ nhất là bạn ấy phải cao. Cao. Cao, quá cao. Tiếp đẹp. Thứ hai, khuôn mặt dễ nhìn. Dễ nhìn là sao em? Không cần phải đẹp quá mà nhìn chững chạc một tí. Trời, xin lỗi, bên đây nhìn đẹp dễ sợ luôn. Chững chạc không? Quá chững chạc. Gì nữa không em? Về tính tình thì bạn đó phải là một người rất là sâu sắc. Bên đây sâu quắm luôn. Sâu sắc có nghĩa là mình chưa nói người ta đã hiểu phải không? Dạ đúng rồi. À, bên đó chứ mình nói mà cũng không hiểu là chết luôn nha. Chưa nói mà phải hiểu nha anh Linh nha. Rồi. Anh khai thác cho em vài thông tin đi. Theo bạn thì mẫu hình lý tưởng của bạn theo tiêu chuẩn nào? Em thích một người con gái giản dị thôi, đơn giản thôi. Giản dị? Trong cách ăn mặc, cách sống cũng vậy, đơn giản. Ăn mặc bên kia, trời ơi. Bên kia hình như cầu kỳ lắm à. Thông thường, bình thường là giản dị. Hôm nay là vì hẹn hò nên hơi bất bình thường. Cầu kỳ xíu thì rất là bắt buộc rồi. Là trong cuộc sống hàng ngày vậy đó. Rồi, còn gì nữa? Vui vẻ, hòa đồng. Em ít nói thì em muốn người bạn gái mình nói nhiều hơn chút xíu. Để ở dù nhiều lúc em cũng không biết nói chuyện gì, có thể khơi chuyện. Bên kia có nhiều chuyện không? Bên đây nói nhiều hay không thì từ từ tìm hiểu. Nhưng mà cái giọng nói rất là hay là được rồi. Em ơi, vậy ở người đàn ông em có tối kỵ một cái điều gì không? Dạ có. Em nói luôn cho bên kia người ta nghe luôn coi có được không được ta đi về. Thứ nhất là nhậu nhiều quá. Không thích nhậu. Có nhậu không? Không biết nhậu quá. Không biết nhậu. Thứ hai là em không thích bạn trai của mình quá tự ti. Quá tự ti? Dạ. À, chà, cái kiểu này bên kia không được rồi. Tự ti mới không dám nói. Tại vì không có tự tin và bản thân không biết mình nói cái gì, nói có trúng hay trật cho nên mới câm lặng. Ở bên đây là không thích, bên đây thích phải cởi mở, phải tự tin. Rồi, nghe rõ. Rồi. Bạn không thích điểm gì ở bạn gái? Xe xua. Xe xua? Xe xua. Lười. Lười. Bên kia không biết có lười hay không? Dạ. Rồi, không thích gì nữa. Tạm thời cái gì đó. Rồi, bây giờ bạn cảm nhận bạn con gái ngồi bên kia là người mẫu người như thế nào? Thấy bên bển một mẫu người rất là năng động.
cũng hoạt bát á. Rồi bên kia cảm nhận thế nào? Bên đó thì chị thấy em là cũng đặt ra rất là nhiều tiêu chuẩn. Ngoài những cái tiêu chuẩn đó ra, còn cái nào mà em không thích em tối kỵ mà em thể, nếu mà bạn trai em mà vậy là em không đồng ý không? Lượm thượm quá. Lượm thượm quá. Bên đó gọn gàng mà phải không anh? Bên đây gọn gàng đẹp trai, không biết nhậu luôn. Còn cái điểm nào không? Dạ em thích bạn trai của em vai thì phải rộng. Ồ, thích người đàn ông có bờ vai rộng nha. Bên kia vai rộng không? Vai bên đây chà bá luôn. Rồi theo tôi bạn nên nói một chút xíu ưu điểm cho bạn gái bên kia, cảm nhận thêm về bạn đi. Bạn ít nói quá. Chắc ít nói à? Ít nói. Đúng vậy. Ưu điểm ít nói. Đùa thôi, em biết lắng nghe. Như thí dụ mà người có tâm sự thì có thể em có thể gắng lắng nghe người ta nói. Em cũng biết nấu ăn, yêu động vật nữa. Yêu động vật nữa. Yêu nhất con chó. Yêu con chó. Bên kia có yêu con gì không? Em cũng yêu con chó. Bên đây cũng yêu con chó. Hai chúng ta cùng yêu chó. Hai người cùng yêu chó vậy? Sao trời, vậy không yêu nhau hả? À, Linh ơi, em thấy hợp rồi đó anh Linh ơi. Hợp rồi, hợp tới rồi. Thời điểm là hai người gặp nhau được rồi. Được rồi, được rồi, gặp đi, gặp đi. Rồi xin mời hai người đây. Quay ra bức đèn nào. Các bạn sẽ có 2 phút để cảm nhận về nhau. Trước khi các bạn cảm nhận về nhau, để tôi cảm nhận trước. Để anh coi trước nha. Đừng có đưa mặt qua thấy các tường đi nha. Hi. Hello. Em chào anh. How are you? I'm fine, thank you. And you? Very well. Trời ơi. Em ơi. Y như công chúa vậy đó. Bên đây nói nhỏ lắm, mình phải định có nói xấu gì mình luôn. Tròn quay. Mập mập. Nói chung là dễ thương lắm. Người ta có da có thịt thôi. Rồi, em cũng muốn cảm nhận về chàng trai của bên anh không? Anh Linh. Hả? Phụ nữ người ta không thích nói người ta mập. Nó là có da có thịt thôi. Mà bên anh có được không? Mà bên anh mà đặt chê bên này. Tôi coi anh xong đâu... rồi tôi chê lại, đừng nói sao nha. Anh đâu có chê đâu. Chê bai hả? Hú hồn chưa? Cũng được ta. Quá được chứ. Ơi, đằng sau cái cặp mắt kính ấy là một đôi mắt và hai cục mụn. Em định nói là em định nói đó. Nóng đầu lắm hay sao mà mụn nổi đây. Nói chung là nhìn vô đó rất là thư sinh, có vẻ trí thức, nhưng mà có một số mụn hơi to to. Nhưng mà cái đó mình điều trị được em. Chị thấy là được. Nói chung là vóc dáng, ngoại hình, gương mặt rất là được chưa? Bây giờ họ được, sẽ gặp được, nhau được chứ rồi. Chuẩn bị, bạn sẽ có 2 phút cảm nhận nói chuyện với nhau để xem ta đồng ý hẹn hò hay không. Bước đêm kéo lên, kéo lên. 2, 3. Bốn mắt nhìn nhau. Nói đi, nói đi. Chào bạn. Chào bạn. Em, trời ơi, ít nói rồi, nói đi. Hôm nay Huyền tới đây với ai? Có đi, có bạn bè đi chung không? Có Huyền có bạn bè đi chung. À, còn bạn thì sao? Tại vì không. Nhưng cũng có bạn đi chung mà từ tới giữa chừng nó bận đột xuất đó, nên phải về. Tự nhiên nói bạn chi, nói mình đi. Mình thấy bạn có vẻ ít nói ha. Ít quá chứ có vẻ gì nữa, thôi em nói luôn đi. Bình thường á, bạn trai thì mình phải nói trước đúng không? Mình nghe bạn giới thiệu là bạn học bên truyền thông đa phương tiện. Đúng rồi. À, cái đó là... Tại lúc trước mình cũng có dự tính học cái đó mà nói chung là... Vậy với mốt bạn học xong ngành của bạn rồi bạn qua học chung với mình cũng được. Trời ơi! Đó, đủ đen rồi kìa, đủ lao rồi kìa. Sao rồi? Kịp rồi. Sao không kịp? Đúng là ra trường rồi. À, không sao, vậy có gì mình chờ bạn. Trời ơi, quá dữ. Nói đi, trời ơi. Nói đi nhanh đi, còn 30 giây nữa hết giờ rồi nè, lẻ lắm. À, hết thời gian. Hết giờ rồi. À, cái gì hoài hoài. Trời đất ơi, đi hẹn hò cứ đi cua gái mà thằng khác nó cua hết trơn. Giờ cho em thêm 2 phút nữa. Không được, hết rồi, hết thời gian rồi. Thời bây gian giờ sẵn sàng chưa? Các bạn chạm tay vào nút đỏ. Tôi sẽ đếm. 1 2 Bắt đầu. Wow.
trời bạn, nhìn cái gì nữa chậm quá trời ơi. Đứng lên cũng chậm hơn người ta. Đứng mà còn chậm hơn người ta nữa. Sao? Giờ thấy cảm giác thế nào hả? Rồi sao rung dữ vậy? Coi nè cái tay nè. Đó. Em cuối cùng mà em cũng chịu hẹn hò với ảnh là sao vậy? Dạ tại vì anh đó kêu là anh đó hiền nhưng mà lúc quen thì không hiền nữa. Trời ơi, là bữa nay chờ đợi cái lúc anh hết hiền đó nha. Chắc hơi lâu. Sao? Trời ơi, cảm nhận thế nào? Cảm anh nghe nói gì không? Sao? Chắc hơi lâu à. Hơi lâu mới hết hiền á. Chắc hơi lâu. Tại sao bạn lại đồng ý hẹn hò với người hình như nói nhiều hơn bạn? Tại vì em cần cái người nói nhiều hơn em mà. Bổ sung cho nhau. Bổ sung nhau, thiếu cái gì cần đó. Bây giờ cảm nhận trái tim của mình thế nào? Đỡ rồi. Nãy rung quá hả? Hai bạn có thể nắm tay nhau thử xem nào. Cảm giác thế nào? Hai mình trước khi nắm tay có gì mình có món quà nhỏ cái gì để mình tặng cho bạn. Trời ơi. Chúc mừng các bạn. Nói chung là cũng định là kết hôn luôn rồi nhưng mà do là bên gia đình em thì không có thích, không chịu bạn đó nên xa gần thì không quan trọng, chủ yếu là có lý do là được. Lý do là được ha. quan tâm nhau xíu lại là chân thành tôn trọng nhau là được rồi. Anh được không? Được, anh nghĩ như vấn đề đó là em tên là Mai Xuân Vương, em năm nay 27 tuổi, em sinh ra và lớn lên ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Em hiện đang sống và làm việc tại huyện Bình Đại của tỉnh Bến Tre. Nghề nghiệp của em là em đang kinh doanh một phòng game. Rồi, bên đây chúng ta giới thiệu về bản thân nào. Dạ em chào chị Hồng Vân, dạ chào anh Quyền Linh và chào bạn trai bên kia. Em tên là Nguyễn Hoàng Thiên Trang, năm nay là em 27 tuổi. Em thì quê em là ở Đồng Tháp nhưng mà hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm bên kinh doanh bất động sản. Vậy là em làm ở quận mấy ạ? Dạ hiện tại em đang làm việc ở quận Bình Thạnh ạ. Ai là yêu xa rồi. Dạ không, đi chút xíu tới à. Bến Tre cũng gần mà. Ba tiếng rưỡi. Chị nói hạ hồi phân giải đi ha. Bây giờ mình nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em thì em rất là vui vẻ. Lúc nào mình cũng nghĩ mọi chuyện nó theo cái hướng tích cực nhất. Còn điểm yếu của em thì nhiều lắm. Nhưng mà nhất là lười, hay quên, với lại là nóng tính. Nóng cỡ nào? Dạ thì kiểu như là ai mà làm gì mà kiểu em thấy hơi khó chịu hay là em bị chèn ép là em bung luôn, giống như là khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Rồi còn em trai. Em thì điểm mạnh của em thì em biết nhường nhịn. Thì nếu như bạn gái bên kia mà nóng thì chắc chắn là em sẽ không nói gì. Nhưng mà khi nào bạn hết nóng thì có thể mình sẽ nói chuyện sau. Em thì có cái tính là hay cho người ta mượn tiền. Thì em không bao giờ đòi. Để chút trước khi về gặp anh nhanh mượn mới nha. Trời ơi, Linh ơi, tôi đang tính nói á, phát cái số này ra xong là em nhận được 1000 cuộc mượn tiền đó em ơi. Bây giờ thì đàn gái cho đàn trai biết một chút về đường tình duyên đi. Em thì trước giờ là em có 3 mối tình chính thức. Nhưng mà cái mối tình cuối cùng của em là nó cách đây khoảng cũng hơn 2 năm rồi á. Quen được mấy năm? Dạ quen được 3 năm. Nhưng mà tại vì là nói chung là cũng định là kết hôn luôn rồi. Nhưng mà do là bên gia đình em thì không có thích, không chịu bạn đó nên là phản đối. Còn em trai, em trải qua mấy mối tình rồi? Em thì 2 mối tình, mối tình thời sinh viên thôi. Thôi bỏ qua mối tình sinh viên, mối tình mới đây nè, mối tình lúc nào? Mới thì cũng lâu lắm rồi anh, nó cũng khoảng 5 năm rồi. Yêu nhau mấy năm? Yêu cũng được 1 năm thôi. Chào cưng. Dạ. Trời ơi, cao to lực lưỡng vậy mà ở không lâu vậy luôn á hả cưng? Con gái Bến Tre rất đẹp, lý do gì mà em ở không? Em không hiểu tại sao nhưng mà em ở đó 3 năm nhưng mà chưa tán được cô nào. Rồi bây giờ em mơ ước là cái người phụ nữ của em phải như thế nào nè? Nói chung là nhìn dễ thương một chút là được thôi. Dáng thì em không quan trọng lắm. Nói chung là lùn hay cao, em cao sẵn thì họ cao thì nó cũng xứng nhưng mà lùn cũng được không sao. Bây giờ nè bạn nam, em thích cái hình mẫu lý tưởng nào nè? Em thì em hâm mộ chị Mỹ Tâm. Thì hình mẫu lý tưởng của em chắc là cũng giống chị Mỹ Tâm. Rồi để qua coi có giống Mỹ Tâm không? Cho tôi coi chút ra bà mối. Dạ em chào anh. Chào em, dễ thương hả? Nhưng mà anh ở Bình Đại xa quá, em có cảm giác là yêu xa vậy, có lo lắng gì không? Dạ thì cũng tùy theo cái niềm tin bạn đó trao cho em thôi. Dạ, với lại là xa gần thì không quan trọng, chủ yếu là có lý do là được. Lý do là được ha. Em không thích điều gì ở đàn ông?
Em thì em không thích ít tóc. Ít tóc. Với lại là đừng có hút thuốc nhiều quá là được, kiểu hút thuốc ít ít cũng được, xã giao cũng được mà đừng hút nhiều quá. Em thì không hút thuốc. Rồi em có cái hình mẫu lý tưởng nào giống như bạn bên kia không thích mỹ tâm mà em thích giống ai nè? Dạ em thì cũng đơn giản thôi chị. Tại vì em cũng hơi khá là cao á. Em tới 1m63. Dạ thì em muốn cái bạn nam của em phải cao 1m74 trở lên. Ôi em yên tâm, cái đó là chị bao luôn. Bao luôn. Có cái hình mẫu nào mà giống nghệ sĩ nào không? Em thích anh Tú, gương mặt nhìn thiện cảm này kia là được. Anh này cũng thiện cảm, thấy rất là được, vui. Nhớ cầu được ước thấy đó, cái cặp này bữa nay là tôi thấy là cầu được ước thấy. Em gái đi với ai? Dạ em đi với anh, với chị của em cũng là cấp trên của em luôn. Rồi cho mình gặp đại diện đàn gái đi. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân ạ. Và chào tất cả các anh chị đang có mặt ở trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ em xin giới thiệu, em là Phí Nhật Thành, là anh trai cũng như là cấp trên của bạn Thiên Trang. Em thấy sao bạn trai bên đây có hợp gì với em gái em không? Dạ nói chung là nhìn về cái bên ngoài thì rất là hòa hợp. Không, good. Dạ không, và tính cách thì nó có những cái nét mà em cảm nhận đó là có cái sự bù trừ cho nhau. Thì hai bạn nên như thế nào có thể là mở ra những cái cuộc nói chuyện, chúng ta sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn. Mọi mối quan hệ nó đều xuất phát từ những người xa lạ mà. Rồi, cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với anh rể và hai chị gái ạ. Dạ. Rồi chào anh trai. Chị Hồng Văn và anh Quyền Linh và quý vị khán giả trường quay. Và chào gia đình bên đằng gái. Em là Đỗ Ngọc Hà, anh rể của Vương. Theo em thì em thì nó rất hiền, chịu khó làm ăn. Có cái thì trong lúc nào thì nó chưa đám đông thì hơi nhút nhát, có lại thôi. Còn theo em thì đánh giá về em gái bên này thì thấy em rất vui, vẻ hòa đồng, dễ thương. Nếu mà hai em cứ mở lòng ra cho nhau một cơ hội sau chương trình này, mong sao hai em đi xa hơn. Rồi, trời ơi, cảm ơn anh. Thôi, bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào. Bắt đầu một mối quan hệ mới đó Vương. Dạ, em chào anh. Hôm nay là một quyển sách ngày mới. Mong rằng ngày nào em cũng vui tươi và đẹp đẽ. Và tràn đầy và kẹo dừa đặc sản của Bến Tre, đặc sản của Bến Tre. Dạ, rồi. Và một cái móc chìa khóa. Em thích uống cà phê. Dạ tại vì là em đã đọc qua cái quyển sách này rồi thì em thấy nó rất là ý nghĩa và cái nội dung, cái cách viết văn rất là dí dỏm, em thích nên là em cũng muốn chia sẻ với anh. Cảm ơn em. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ em nhìn thấy anh rất là kiểu hiền, cũng thiện cảm, với lại là cũng rất là biết gu ăn mặc. Anh là có thường hay lên Sài Gòn chơi không? Cũng không thường lên lắm, tại vì ở đây nó cũng lâu lâu bạn bè rủ lên thôi. Nhưng mà nếu mà có một lý do nào đó thì anh sẽ lên thường xuyên hơn. Dạ, vậy theo anh nghĩ thì nếu như mà hai đứa mình tìm hiểu nhau á, thì anh sẽ định bao lâu thì sẽ lên Sài Gòn với em? Khoảng cứ một tuần thì lên cũng được. Anh định là anh sẽ lập nghiệp ở dưới luôn hay là có định mai mốt mình mở thêm cái chi nhánh nào ở Sài Gòn không? Thì nếu mà mình có tiền thì chắc chắn anh sẽ mở chi nhánh. Được á, anh mở đi, có gì em quản lý cho. Có gì em quản lý cho. Em á thì em không biết, kiểu em thích ăn, sở thích của em là em thích ăn nhưng mà em không biết nấu ăn. Anh thì cũng biết nấu một chút, nói chung là có thể anh sẽ dạy em. Ok, vậy là phần này là gì qua nè, rồi hay quên nữa. Kiểu như là giờ nhiều khi em ngồi đây em nói chuyện với anh chứ lấy hồi xuống hỏi anh tên gì em không nhớ. Thì anh nhắc lại. Rồi còn lười nữa, em kiểu như là do là em cũng sống một mình á, ở trên đây nè, em sống ở Sài Gòn một mình cũng gần 10 năm rồi. Thành ra là cũng không có làm cái gì nhiều á, nên là đôi khi lười lắm. Anh nghĩ em sống một mình độc thân thì những cái vấn đề đó em phải biết nhiều hơn chứ. Dạ kiểu như sống một mình không ai đốc thúc á, không ai quản lý, không ai bắt làm gì hết, nên là nhiều khi
giặt quần áo em bỏ vô máy giặt, em giặt xong rồi em để 2-3 ngày sau mới phơi. Thì em cứ bấm đi anh phơi cho. Em cứ bấm đi anh phơi cho. Đúng rồi. Tại bạn bị cái hay quên á, giặt đồ xong rồi không nhớ là mình giặt đồ rồi. Ồ, nó có liên quan với nhau á chị. Ừ, bởi vậy. Em hỏi anh một câu cuối nữa thôi, là kiểu anh yêu á là anh sẽ như thế nào, hay là anh muốn cái người yêu của anh là sẽ như thế nào trong tình yêu? Trong tình yêu thì anh nghĩ là cho nhau một khoảng thời không gian riêng một chút thì có vẻ thích hợp hơn. Không nên gò bó nhau quá. Dạ vâng, nghĩa là yêu nhau nhưng mà vẫn phải tôn trọng những cái không gian riêng của nhau đúng không? Dạ, đúng rồi. Dạ, em thì em cũng như vậy, nhưng em thích kiểu quan tâm nhau xíu, và lại là chân thành tôn trọng nhau là được rồi. Anh được không? Được, anh nghĩ như vấn đề đó là... Dạ. Khoảng bao lâu tụi em có thể kết hôn ấy, khoảng bao lâu? Em nghĩ thì đối với em thì khoảng năm sau là được. Em thì sao? Em cũng vậy luôn. Rồi bây giờ bạn trai bước tới có thể là nắm tay cô gái và hát tặng một bài hát nào đó, rồi bên kia đối đáp lại để đúng mình rồi. Giao lưu cảm xúc chút xíu nào. Ta thích Mỹ Tâm đó, em hát cái bài nào của Mỹ Tâm coi. Đúng rồi. Nhà thì em cũng nghe, cũng học nhiều thuộc quen lắm, mà lên đây run quên hết lời. Thôi để em hát tặng anh với lại là mọi người một bài hát nha. Nắm tay giữ lấy tay nhau đừng có buông ra. Dạ không anh ơi, tại vì cái này là em hát là em có diễn luôn á. Nên là... Dạ. Nói chung là cái tài năng của em là làm cho mọi người vui á anh chị. Dạ. Tốt mà. Em sẽ hát bài Búp Bê Con Trai nha. Na 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 na. Búp bê con trai. Một ngày khi vui em đùa em mong, phải chi là con trai thì hay biết bao nhiêu điều. Chẳng cần make up, chẳng cần vuốt tóc, và không còn ai gọi em tên là búp bê. Rồi một hôm kia, ôi thật choáng váng, là khi nhìn trong gương và trông thấy ai ô kìa. Một thằng con trai đang cười với em. Trời ơi búp bê đẹp xinh này còn đâu. Dạ thôi vậy được rồi. Hát bài của Thanh Thảo ha. Đúng là em có khả năng làm cho đám đông vui lên. Nào, em trai. Hỡi em yêu, anh chỉ muốn nói một điều. Mình lấy nhau đi, để đêm đường về cô liêu. Bên nhau sớm chiều, không bao giờ buông. Mình yêu như chưa từng yêu. Rồi, trở về ghế đi các bạn. Chúng ta đã trao đổi rất nhiều chuyện ha. Bây giờ đã đến lúc chúng ta quyết định bằng nút bấm xem nửa bánh ghép này có phải là nửa bánh ghép của cuộc đời mình hay không. Đây là người mình cần bấm nút hay không. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Chúc mừng hai bạn. Đó, chính thức hai bạn có thể nắm tay nhau được rồi. Sẵn rồi, xin hôn cái hôm đầu tiên luôn. Cho anh hôn em một cái được không? À, Có nghĩa là em thích một cái người bạn gái vừa làm nghệ thuật vừa làm kinh doanh hả hay sao? Dạ vâng đúng rồi. Ồ vậy thì bên nhà gái tôi dư luôn rồi, người ta làm MC nè. Quên ăn, quên ngủ, quên tắm luôn á. Có giờ quên tắm đó... mấy ngày không? Maximum 2 ngày thôi. Hai ngày hôi ở... lắm rồi. Hai ngày ở khí hậu Việt Nam mình là thấy cũng mệt mệt đó. Bên muốn ở rể, bên muốn làm dâu đó. Mình có thể tính sau, có nghĩa là khi mà mình về chung là mình sẽ bàn bạc với nhau. Rồi sao em hồi hộp không? Dạ, lời đầu tiên thì em xin được chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh cũng như là bạn nam bên kia. Em xin được giới thiệu, em tên là Trần Thị Xuân Kiều, em sinh năm 96 và hiện tại công việc của em đang là một freelancer và làm MC ạ. Quê quán mình ở đâu? Dạ em ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ạ. Em đang sinh sống thì tại quận 9. Mời em trai. Dạ em xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Trần Vũ Long ạ. Em sinh năm 91 ạ. Em đang sinh sống và làm việc tại Biên Hòa Đồng Nai. Trước kia em có làm công nghệ thông tin ạ. Sau đó em có đi du học ở Hàn Quốc 1 năm. Bây giờ em đang làm quản lý của một cái spa sống ở Hàn Quốc ở Biên Hòa Đồng Nai. Đồng Nai với thành phố Hồ Chí Minh nó cũng xa gì mấy.
Mà bạn này bạn làm tự do, Linh ơi, bạn có thể xuống dưới đó bạn làm cũng được. Bây giờ đàn gái cho đàn trai biết một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm đi. Dạ, em thấy mình là một cô gái cũng khá hoạt bát. Em có cái nhược điểm gì không? Cái nhược điểm thường thấy nhất của em là em kiểu hay nóng tính, hoặc là khi mà em không vui thì em rất dễ quạo. Bữa nay là vui vẻ không quạo nha. Dạ đúng rồi, hôm nay là vui vẻ không quạo ạ. Rồi em trai, ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là em biết công nghệ thông tin, em biết tiếng Anh, em cũng hay thích hát. Khuyết điểm em ngủ hơi nhảy. Cái đó đâu cũng phải khuyết điểm đúng không? Đúng rồi, phải khuyết điểm đâu. Dạ, hơi lụm thuộm. Dạ, nhà chào chị ạ. Bây giờ em nói cho chị Hồng Vân biết. Dạ. Là em có bao nhiêu mối tình rồi, để chú kiểm tra coi. Dạ, chính thức là có 2 mối tình ạ. Mối tình sinh viên là mối tình đầu tiên, cũng là mối tình dài nhất của em, 6 năm. Còn mối tình thứ hai cỡ khoảng 6 tháng. Sau 2 mối tình thì mình thấy mình còn thiếu sót gì trong tình yêu mà mình cần phải hoàn thiện hơn? Dạ nói chung là em phải quan tâm bạn gái một xíu. Nhưng mà cái vấn đề em thiếu chăm sóc là do em bận công việc hay là vì cái bản tính em vô tâm? Em có một cái tật xấu là khi em tập trung em làm cái gì đó, em quên hết mọi thứ luôn ạ. Quên ăn, quên ngủ, quên tắm luôn á. Có giờ quên tắm đó mấy ngày không? Cũng maximum 2 ngày thôi. 2 ngày nó cũng hôi lắm rồi. 2 ngày ở khí hậu Việt Nam mình là thấy cũng mệt mệt á. Dạ nhưng nói chung là khi mà em làm xong công việc là em nhớ ra là em thấy hôi là em đi tắm. Dạ. Thì đó em cần phải có một người bạn gái dạ, đúng rồi, quan tâm, tí. Hiểu được cái điều đó để nhắc dạ, nhở rồi, cho em. Đúng rồi. Sao nghe nói vậy có thấy một người bạn trai mình mà cái tập trung cao độ như vậy theo em đó là tật xấu hay là một cái cá tính tốt? Dạ theo em thì em thấy có cả 2 khía cạnh luôn ạ. Em nghĩ là tập trung cho công việc hoặc là cho mục tiêu của bạn thì bạn cứ tập trung như vậy được vẫn tốt. Nhưng mà em nghĩ là được thì nên tiết chế bớt chứ cũng không nên quá mức mà gọi là tập trung mà quên ăn, quên ngủ, quên tắm luôn ạ. Cưng, hỏi nè, em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, từ trước đến giờ thì em có một mối tình cũng là thời sinh viên 4 năm. Và với em nó cũng là mối tình sâu đậm nhất. Sau đó em chia tay tới giờ được khoảng 5 rưỡi, gần 2 năm rồi. Coi như là các bạn đều có những cái mối tình đầu ha, nó đẹp ha. 4 năm, 6 năm. Ôi nhắc mối tình đầu tự nhiên mình chợt nhớ là mối tình đầu của tôi nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu. Mối tình đầu giờ anh Nguyễn Linh còn nhớ mối tình của anh Nguyễn Linh là ai không? Dạ. Giờ vô cái chuyện khác đi, chuyện mới đi ha. Bình đàn gái, em muốn mối tình tiếp theo của em là một người như thế nào? Dạ em thì chỉ cần kiểu cao hơn em cao một xíu em. Mà được thì nếu mà trên 1m7 thì càng tốt ạ. Dễ nhìn, em cũng thích một bạn nam biết hát với lại bạn kêu bạn mà cũng tốt về tiếng Anh mà em trong năm nay em cũng đang có định hướng là mình sẽ học thêm về Anh ngữ nên em thấy đó cũng là một lợi thế hợp lý quá. Nói bên đây cười, đúng ý, sạch sẽ đẹp trai 1m7 thì cũng được, đôi khi chắc thiếu một phân gì đó. Tiếng Anh giỏi, giao tiếp tốt, ok. Em không thích cái điều gì ở cái người bạn trai? Em không thích những bạn hút thuốc hoặc là quá nghiện chơi game, kiểu ích kỷ hoặc là tính toán một xíu, thì những bạn nam như vậy thì em không thích thôi. Còn là em cũng khá dễ. Có tính toán không? Dạ em không có hút thuốc, không có rượu bia, không có tính toán không? Không ạ. Rồi sao tính toán được, cuộc sống mà không tính toán sao được? Phải tính toán. Cho công việc thì em tính thôi chứ người nhà em không có tính toán. Bên kia cũng đã đưa tiêu chí rồi, em đưa tiêu chí đi. Bạn gái em thế nào? Dạ thì em cũng cần một bạn gái biết thông cảm và chia sẻ lễ phép với người lớn. Cao thì khoảng 1m5 trở lên là được rồi. Đây cao 1m2, 1m3 gì rồi. Có gu ăn mặc cơm. Có gu nhưng mà hơi gù được không? Nó nghe thấy sợ liền thằng nhỏ hoảng loạn luôn. Em có thích bạn gái có cái nét phẳng phức của gái Hàn Quốc không? Dạ được ạ, quá tốt ạ. Gái Hàn Quốc là sữa không á? Em có cái mẫu hình nào mà trong showbiz không? Dạ giống Miyu á, vừa đa tài với lại cũng biết kinh doanh đó. Có nghĩa là em thích một cái người bạn gái vừa làm nghệ thuật vừa làm kinh doanh hả hay sao? Dạ vâng đúng rồi. Ồ vậy thì bên nhà gái tôi dư luôn rồi, người ta làm MC nè, người ta làm kinh doanh luôn nè. Thôi đừng. Rồi không là nghệ thuật làm nghệ thuật là nghệ thuật đừng kinh doanh. Những người làm nghệ thuật kinh doanh bao giờ cũng giàu. Ông đó. Em không thích điều gì ở cái người bạn gái? Em không thích phụ nữ hay càm ràm. Mời phụ nữ nào cũng càm ràm hết trơn á.
Thôi nói vậy chứ thôi giờ cho đã hỏi được gia đình đó. Đi ha. Nói chung là hỏi gia đình đi. Qua trao đổi thì thấy hai đứa nó cũng có đồng có cảm với nhau rồi đó. Được không chị? Mà, được không chị? Đó, có những cái chỗ mà nó chạm nhau đó. Giờ hỏi ý kiến gia đình đi. Dạ, ngày hôm nay em đi chung với mẹ em và dì của em ạ. Chào đại gia đình nhà gái. Dạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Chào bên nhà trai và chào các khán giả trong trường quay. Cháu trai này thấy được. Thì cô cũng mong hai con bấm nút với nhau rồi dạ tìm vâng. hiểu với nhau rồi. Dạ vâng. Mẹ bật đèn xanh rồi đó. Rồi, con trai đi với ai? Em có đi theo với em trai với em gái. Em chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em là em trai ruột của anh Long. Qua người có nói chuyện á thì em thấy hai người rất ư là bù trừ được nhau. Rất là tốt để mà có thể quen với nhau. Anh Long á thì rất là tốt bụng. Chỉ là hơi nhút nhát một chút thôi. Còn chị gái đây thì rất là biết cách nói chuyện. Em nghĩ là hai người nên tạo cho mình một cái cơ hội. Rồi, cảm ơn em. Yeah. Mở rào. Anh cũng tặng em hoa với lại sô-cô-la. Hoa này là hoa hồng sáp, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Còn thanh công an này chúc em luôn ngọt ngào như thanh sô-cô-la. Dạ, cảm ơn anh ạ. Em cũng có một món quà gửi tặng anh, đó là một cuốn sách ạ. Cảm ơn em. Em thấy anh có giống như hình mẫu lý tưởng mà em hay suy nghĩ trước khi gặp không? Không biết sao nhưng trong đầu em thì em suy nghĩ ra anh là kiểu hơi cao cao gầy gầy hoặc là sao đó, nhưng mà nói chung anh vẫn kiểu vừa người tròn tròn, vẫn dễ thương ạ. Thì đến đây là anh cũng giảm được 10kg rồi đó, anh mới tới đó. Chứ trước anh cũng mập lắm. Chắc có em chắc anh thêm động lực thêm 5kg nữa chắc được. Em tưởng là em giảm cách nào hay gì? Dạ, em tập gym chị ơi. Em chỉ cho chị mà. Vân đi. Nè, cái người đó cũng cần phải giảm đó. Em cho anh hỏi về sở thích đi. Em thích đi đâu hay là thường em rảnh rỗi em hay làm gì? Em cũng kiểu có sở thích đi hay đi đây đó thôi chứ cũng không hẳn là đi du lịch. Thì ít nhất thường một năm em sẽ đi du lịch, nếu mà không xa thì sẽ đi gần khoảng ít nhất là một lần. Vậy thì anh có thích đi du lịch không? Và có thể sau này nếu mà hai đứa tìm hiểu thì anh có thể đi cùng em không? Một năm đi một lần thì ít đó em. Thường nhà anh một năm chắc cũng phải đi hai lần. Bây giờ quan trọng hai đứa xa hơn chút xíu đi. Rồi sắp tới, ví dụ mình quen nhau, mình hiểu nhau, rồi khoảng bao lâu mình có thể đến với nhau được? Thì anh năm nay cũng 29 rồi. Thì anh khoen, anh nghĩ chắc 30 là đẹp. Thì anh khoảng một năm thì mình tìm hiểu nhau. Nếu mà được thì mình có thể đi đến chuyện hôn nhân. Còn em nghĩ sao? Em nghĩ là gặp một người mà em thấy phù hợp thì thời điểm đó là phù hợp chứ không quan trọng tuổi tác ạ. Ok. Em có ngại làm dâu không? Anh là con trai trưởng cho nên làm dâu có thể là sẽ phải làm. Mẹ anh thì kêu là không cần, nhưng mà anh thì anh nghĩ là khi mà về già thì ai người lớn tuổi thì sao cũng phải cần. Mình cũng không cần ít cũng cần nhiều, cho nên cái việc làm dâu là cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần. Thật ra ví dụ như là anh muốn ở, nhưng mà ngoài anh có các em nữa, ví dụ như là các em của anh thích ở hơn thì anh để cho các em anh ở cũng được. Anh luôn đặt anh là người sẽ phải làm cái việc đó, chứ anh không có đẩy bố mẹ anh. Cái này em đang nói là kiểu san sẻ trách nhiệm chứ không là đẩy. Đúng là san sẻ thì mình vẫn san sẻ, mấy đứa em anh vẫn san sẻ với thì anh. Nếu em nhưng mà cũng cái là người mà con trưởng xong rồi mẹ em thì ở một mình thôi, xong mẹ em cũng muốn em ở chung với mẹ em á. Em là còn mẹ thôi à, hay sao? Dạ, bố mẹ em thì hiện tại ly dị rồi và bố em ở riêng, còn em hiện tại đang ở với mẹ. Bên muốn ở rể, bên muốn làm dâu đó. Mình có thể tính sau, có nghĩa là khi mà mình về chung rồi mình sẽ bàn bạc với nhau. Em là con gái một hả hay sao? Dạ, em là con đầu xong còn một em trai nữa. À, vậy thì yên tâm, em trai thì nó cũng phải có trách nhiệm với mẹ. Cái dạ, chuyện đó là rồi. Đương nhiên rồi. Em hỏi vậy thôi chứ còn em thì không ngại vấn đề làm dâu. Thì em thấy làm dâu mà mẹ mà kiểu thoải mái thì đúng thật là kiểu mẹ chồng còn giúp mình nhiều lắm. Rồi, thôi chuyện đó mình bàn sau đi. Vâng ạ. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Vâng. Bây giờ em tiến tới nắm tay cô gái ấy, hát tặng một bài hát nào đó, cảm giác như thế nào, đông đầy hay không? Khi gặp em từ giây phút đầu, anh đã tin mình sẽ mãi của nhau.
dẫu khó khăn cũng có sẵn bước trên đường xa, sẽ càng yêu và yêu thiết tha. Nép vào anh hoàn hôn nắng chiều, anh gọi tên cảm giác đó là yêu. Những phút bên cạnh nhau, ước muốn cho ngày sau sẽ được yêu và yêu rất lâu. Cảm ơn anh, anh hát bài. Bạn gái đáp lại. Em hát một bài cũng khá là nhẹ nhàng rồi. Em sẽ hát một bài hát vui tươi hơn một xíu. Đường nào vào thiên đàn ái ân, là đường vào nhịp thở lần lần. Mùa xuân đang đi trong lời yêu mới, có hoa vàng phụ đơn mon gót chân mềm. Lạt vào vườn xuân tình ngất ngây, thả hồn vào cơn gió mê say. Cành hoa tươi trôn sâu cành xa vun, để muôn đời mình còn được yêu nhé anh. Yêu mới biết quên thời gian, khi biết yêu hoa sẽ mãi không phải tàn. Đừng nghe chim ru tai tìm hư ảo, không tình nào say đắm hơn em đâu. Tỏ tình một cái là vô thiên đường ái ân liền luôn. Mỗi đó. Người sẽ có 30 giây để nói với nhau những cái gì mình đang suy nghĩ trong lòng. Đôi khi là cuộc sống thì có những cái ngã rẽ, chúng ta phải biết lựa chọn. Thì anh mong em là sẽ cho nhau một cơ hội để có thể bước tiếp. Tất cả những gì cô gái trả lời sẽ bằng nút bấm 3 2 1. Hết thời gian. Cặp đôi này là khá đồng cảm với nhau các bạn. Gần như là 90% các bạn có những điều rất hợp với nhau. Chúc mừng ha. Vân thấy cái cặp này các bạn mà đồng sàng đồng mộng tới cái mức mà có một cái vấn đề mà các bạn sẽ phải tế nhị để mà khi mà mình gặp nhau để mình bàn bạc, bởi vì làm hai dâu. Bạn này đều là những người có hiếu. Bây giờ xin phép được hôn nụ hôn đầu tiên trên gò má của bạn gái mình. Dạ, con xin phép bác cho con. Chúc mừng các bạn. Chúc mừng các bạn. Tôi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Ê, tối nay em có đi nè, chà bộ đi với em không? Được, tới luôn em ạ. Được, mà rút kinh nghiệm tiền bạc sao? Thoải mái anh ơi. Thoải mái là sao? 73 hay là... Nữa, thoải mái ngồi chia tiền nữa nha. Mày nói gì trước, vụ này đi vụ này nãy hơi căng á. Nếu mà bạn lập nghiệp ở đây thì chắc ok. Còn nếu mà về quê thì chắc bạn phải nuôi em. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên Kiều. Hôm nay em 29 tuổi. Em làm thiết kế trang sức ở quận Nhất. Em quê ở Đắk Lắk. Rồi, mời bạn Nam giới thiệu. Em tên là Long, hiện tại hôm nay em 29 tuổi. Em đến từ thành phố Nha Trang. Thì công việc hôm nay của em đang là giám sát kinh doanh, sống và làm việc ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai bạn bằng tuổi nhau ha, 29 tuổi. 29 tuổi thì mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi em, Kiều? Dạ, cũng vài mối tình rồi chị. Nhưng mà thường thì không có kéo dài được lâu ạ. Đó là tình trường của bạn gái đó, còn bạn trai thì sao? Em có trải qua một mối tình kéo dài cũng được 2 năm. Và giờ nó cũng chia tay đây, chắc cũng khoảng 3 năm rồi. Thôi, chúng ta bỏ qua chuyện đó. Bây giờ mình sẽ tìm một mối tình đi đến một cái kết thúc của hậu nào. Thì quan điểm của em thì bây giờ cần một bạn nữ có thể hiểu được về vấn đề cuộc sống, về những về công việc của mình. Còn về ngoại hình thì em thích bạn nữ thì còn mẫm mỉm tí. Mẫm mỉm hả? Dạ. Rồi gì nữa? Năng động, trẻ trung. Rồi anh chưa học bác có thể. Cũng phải nói nhiều được tí. Một người nói người ngồi nghe không có buồn lắm. Đó, một người nói người nghe cũng buồn, em nói chuyện với ảnh đi. Dạ, nói nhiều lắm.
Nhưng mà em không có mũm mĩm, em năng động thì có, man lắm anh. Sao anh? Cái đó nuôi lên được em. Rồi em gái yêu cầu thế nào, bạn trai thế nào thì nói luôn đi, cho bạn nghe luôn. Dạ em thích con trai cơ bắp ạ. Hả? Cơ bắp hả? Bên đây không có cơ mà có bắp. Dáng thể thao á, tại em năng động lắm, thích chơi thể thao. Mà hả, quen mà bạn không chơi cũng mình em chơi buồn. Em chơi thể thao môn gì? Hình như môn nào em cũng chơi á chị. Vậy hả? Nhưng mà thường thì em đá cầu là đánh cầu lông nhiều nhất. Bơi thì thỉnh thoảng thôi. Bạn trai có chơi môn thể thao nào không? Dạ em nói chung là đa năng, thường là chơi đá banh. Vậy sao em chơi với anh được? Không, anh có nhiều thể thao, em chơi được hết, bóng vàng, cầu lông, đá cầu, tất cả mọi thứ. Nói chung là anh đa năng rồi. Mà hồi đó anh chơi rất là nhiều. Dạ bộ bữa nào đá cầu với em nha. Ok anh, hồi lâu quên cô ok. Rồi, có điều gì mình không thích ở người bạn trai không? Dạ không thích con trai hút thuốc ạ. Trai có hút thuốc không? Dạ không chị ơi. Được rồi, còn gì nữa không em? Anh có thích đi phượt không anh? Anh cũng thích lắm mà tại chưa cơ hội để đi nhiều, tại vì đi một mình nó chán. Ủa vậy hả? Rút em tối nay em có đi nè, chà bộ đi với em không? Được, tới luôn em ơi. Được, mà rút kinh nghiệm tiền bạc sao? Thoải mái anh ơi. Thoải mái là sao? 73 hay là nữa, thoải mái hồi chia tiền nữa nha. Mày nói gì trước, vụ này đi vụ này nãy hơi căng á. Cái này dễ chị ơi, cái phục thì em cũng có kinh nghiệm rồi, nhiều lắm. Không, bây giờ đi chung phải hùng rồi, nhưng bây giờ đi hai người đó. Thì chung xe, nói chung là về vấn đề đó thì cũng không có vấn đề gì anh ơi. Thì dụ nếu mình xác định đi thì có thể hôm nay mình lo, lúc không có thì bạn lo. Thì nói chung là em không có quan tâm vấn đề đó. Phải coi ông kia có khỏe hay không nữa. Chơi đá banh thể thao gì mà vấn đề có khỏe hay không khỏe, đúng không em? Dạ, không khỏe không chịu đâu, nổi đâu. Trời ơi, bự như há rồi đâu mà biết có khỏe hay không, mà bự chưa chắc đã khỏe hình như. Leo núi nổi không? Dạ dư chị ơi. Mình có tật xấu gì không? Nói chung của em là dễ bị dụ. Dụ làm gì? Giống như đi nhậu nhẹt rồi đó, thì nói chung tại vì tính em rất là hoạt động bạn bè. Dạ. Ôi dụ, tưởng nó là dụ mình bị gạt, bị lừa cái gì. Thôi bây giờ kế hoạch hôn nhân nè, bao lâu tiến tới hôn nhân được? Dạ từ khoảng 1 đến 2 năm. Nghĩa là hiện tại nếu em tính thì có thể em lập nghiệp ở Sài Gòn trước, sau này nếu ổn định một thời gian á thì có thể em về quê. Rồi để chị hỏi thử coi. Rồi, hôm qua anh hỏi cô gái bên kia coi những vấn đề nãy giờ. Chào em. Nãy giờ đưa ra những cái vấn đề đó thì em thấy ổn không? Dạ, nếu mà bạn lập nghiệp ở đây thì chắc ok. Còn nếu mà về quê thì chắc bạn phải nuôi em. Tại vì công việc của em thì ngành thiết kế trang sức thì nó hơi bị kén chọn vùng miền một cái. Tại vì nó ở Sài Gòn thì nó phát triển nhất rồi. Đúng rồi. Không là nó phải ra Hà Nội. Nếu như hai bên đồng ý hẹn hò thì khoảng bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Dạ thì em nghĩ cũng phải 1-2 năm. Rồi vậy là giống ý bên kia ha. Dạ. Thế hai người có thể hợp nhãn chút xíu rồi đó. Em có ý định là mở cái tiệm gọi là sản xuất về đồ ăn. Đồ trang sức hả? Dạ cái tại vì em làm bên vàng bạc, nếu mà cái đó phải có nguồn kinh tế mạnh thì mới làm, còn không thì mình có thể chuyển qua những cái đồ handmade mà tuổi teen hay sử dụng á. Bây giờ cái đó cái xu hướng cũng tốt mà. Nhưng mà vốn mạnh là mạnh khoảng nhiêu thì mở được, em nói thử có anh đề nghị anh này. Dạ phải tiền tỷ à. Ý hả? Dạ nếu mà tính vàng thì cũng phải tiền tỷ trở lên. Đúng rồi, tiệm vàng mà. Mấy cái đồ mà tuổi tin thì khoảng nhiêu? Dạ em không nghĩ ra, ý là cũng ít thôi, cũng vài chục triệu thôi chứ. Vài chục triệu hả? Vậy cái này trước đi. Cái này dạ. Trước xong rồi cái kia. Cái răng trước sức sao ha. Dạ nói chung là bạn có kế hoạch, có chí hướng làm ăn thì đúng rất rồi. Là tốt. Mình gặp người thân cứ góp ý sao nha. Em đi với ai? Dạ em đi với những đồng nghiệp cũ của em ạ. Đồng nghiệp cũ? Dạ 500 anh em của em. Trời sao còn sót lại có 3 bạn à? Rồi chào các bạn, chào 500 anh em của bạn trai. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Quất Tường. Nói chung là em cũng chỉ là đồng nghiệp thôi, nhưng mà bạn ấy thì cũng rất hiền, lành tính, cũng biết lo cho mọi người. Còn bạn gái ở đây thì ba bạn em thì thấy rất là ok rồi. Còn phụ thuộc vào ý của hai bạn ấy rồi. Rồi cảm ơn bạn. Mình có đi vai không em? Dạ em đi với bạn cùng công ty ạ. Cũng bạn cùng công ty luôn ha. Dạ. Rồi chào bạn. Chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường ạ. Dạ em là Hàng Ly, em cùng công ty với lại Kiều. Thì em thấy là Kiều là một người nấu ăn rất giỏi, khéo tay. Em thấy anh bên này thì cũng được, cũng hợp tính với Kiều ạ. Nên là hai bạn cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu thêm. Rồi cảm ơn các bạn. Quan trọng là bản thân hai bạn thôi ha, khi kéo màn lên mình có cảm xúc gì với nhau hay không. Còn bạn trai nghe, chuẩn bị tinh thần kéo màn lên là hát hò nhảy múa, nghe nói bạn nhiều tài lắm.
kéo màn lên. Rồi, hai bạn. Rồi, mình tặng này. Cảm ơn. Đó banh ông chạy kiểu gì mà ông mập vậy trời. Em cảm ơn quà tặng anh. Đồ handmade hả anh? Mở ra coi người ta làm bằng tay rồi đẹp không? Có đẹp thì đầu tư cho người ta mở tiệm đi. Ủa? Đẹp quá bạn, cho tôi mượn cái này bạn. Ồ, bạn làm cái này đó hả? Dạ. Mình có cái khiếu rất tốt rồi. Thôi bây giờ đầu tiên bạn trai nhảy popping giới thiệu cho chào sân cái đây. Không có nhạc không nhảy hả? Có nhạc luôn, trời lo gì. Ba tổ chức chuẩn bị nhạc tháng 2 rồi. Anh nhảy đi, em cũng ủng hộ. Em vỗ tay nhiệt tình. Lớn nhạc lên. Dữ chưa? Trời mập mà dẻo quá. Ấn tượng hơn em gái. Được không em? Dạ. Cảm giác thế nào? Hết. 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 Mắc cỡ. Thôi bây giờ hai bạn bắt đầu chúng ta tính thời gian nói chuyện nhau nha. Ừ, thì em có gì muốn nói anh không? Dạ. Thì hãy ưu tiên nói trước là đem anh thở tí. Em nghĩ là anh chắc phải huấn luyện anh vài khóa leo núi với em cho có cơ bắp. Không, tại hồi trước anh cũng có tập tạ. Dạ. Nhưng mà tại em công việc nó tập lộn nó phù lên vậy. Tại vì những cái gì em chơi là phải anh phải chơi thích, được đúng không? Đúng rồi, phải thích nó hơi mạo hiểm chút. Ví dụ như độc hành lượn đèo chẳng hạn. Nếu mà anh có cơ hội anh nên đi Tây Bắc một lần, xong rồi anh tự thuê xe anh lượn vòng đèo rất là phê. Chưa thử không biết, nhưng trong anh cũng tò mò. Dạ, bữa nay em dắt anh đi. Ok, dắt đi chơi để nó xỉu. Dạ đúng rồi, để em hô hấp nhân tạo. Mình hãy nói một phút những cái suy nghĩ thật trong lòng mình từ nãy giờ, cảm nhận anh ấy như thế nào bạn? Bạn tốt, về sức khỏe thì đi phường với em nhiều chút xíu nữa cho nó cơ bắp lên. Còn về chuyện sau này thì em nghĩ là hẹn hò hay gì đó rồi mình có thể mình thấy có sự giao hòa hợp với nhau hay không rồi mới tính tiếp được ạ. Dạ. Cho nhau một cơ hội. Dạ, đã loại vậy. Rồi, suy nghĩ thật kỹ nha. Chúng ta bấm nút theo sự rung động của con tim, không vì bất cứ điều gì cả các bạn nha. Bấm nút là chấp nhận tìm hiểu nhau và yêu nhau để tiến tới hôn nhân. Không phải bấm nút chỉ để làm bạn. 1 2 3. Chàng trai dễ thương mà cô gái cũng dễ thương, cũng vui tính nữa. Hai bạn tôi thấy rằng là một cặp cũng hài hước, cũng rất là hiện đại đấy. Nắm tay nhau thử xem nào. Hô hấp nhân tạo đi, ai xỉu ai hô. Hãy hôn nhau lần đầu tiên gặp mặt các bạn. Thế hơi kỳ kỳ. Em với người cho bộ nhắm mắt đi nha. Rồi. Dễ thương mà, rất dễ thương đấy. Hy vọng rằng cái sự dễ thương nó sẽ phát triển và một ngày nào đó các bạn sẽ gửi thiệp mời chúng tôi. Còn bây giờ tôi gửi thiệp cho các bạn trước.